Ngồi kiểm đếm cẩn thận từng loại thuốc và vật tư y tế mới mua về, chị Linh vẫn rất buồn vì khi ba chị bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương tủy sống, dập phổi, chấn thương cổ, tiền bạc khó khăn, nhưng khi điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, từ băng gạc y tế, dây hút đàm, nước muối sinh lý và nhiều loại thuốc đặc trị khác, bệnh viện yêu cầu người nhà ra ngoài mua. Tại vì mà ngày này cũng bắt mua thuốc. Nói thì nói là không có thuốc, tùy có ngày là tiền thuốc ngoài là 1 triệu mấy, 2 triệu, có khi là mấy trăm. Mà hỏi thì nói là những cái thuốc này nó không có trong bảo hiểm, mà tại sao những cái băng gạc như là những cái chai nước muối như này cũng không có trong bảo hiểm này sao? Cùng chung cảnh, bà Nguyễn Thanh Trang cũng là bệnh nhân của khoa tủy sống, bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Để có được tiền điều trị, bà Trang cùng gia đình vẫn đang cố gắng gồng gánh để giúp người nhà mình bình phục. Chi phí ở thuốc men thì mình thì tự mình bỏ ra. Thì hôm bệnh viện cũng có thuốc cho thuốc mình, mà có loại là nếu mà không có thì kêu mình đi mua, tôi có không biết. Tại vì bệnh viện kêu mình, bác sĩ kêu mình mua về mình mua nó thôi. Liên quan đến vấn đề thiếu trang thiết bị y tế, vật tư trầm trọng này, lãnh đạo bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác đấu thầu tập trung của thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai nên một số loại thuốc đặc trị vẫn thiếu. Đối với bệnh viện thì cũng khẳng định là tình hình thuốc của bệnh viện là không thiếu thuốc. Đó cũng bệnh viện khẳng định. Thứ hai là thì có một số các cái phản ảnh thì của các cái phòng thì bệnh viện ban đầu gì sẽ xác minh lại coi là cái sự việc như thế nào. Vừa qua, trước những khó khăn trong công tác đấu thầu của ngành y tế khiến việc thiếu thuốc vật tư y tế diễn ra trầm trọng, không ít bệnh viện lớn phải tạm ngưng hoạt động vì một số hạng mục khám chữa bệnh, phẫu thuật thiếu thiết bị vật tư. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 30 và nghị định 07 nhằm tháo gỡ khó khăn cho y tế cơ sở. Tuy nhiên, việc để xảy ra tình trạng thiếu vật tư y tế, thuốc tại bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là điều đáng lo ngại.